Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của CN Gamer. Hôm nay gửi đến cho các bạn con game mang tên The Dev Thần Trùng. Một con game phải gọi là hot hò hòt trong 2 đến 3 ngày gần đây. Con game này là game của người Việt làm, của team Bus Studio phát triển, team của ăn dẻo chia tay ấy. Đấy, một streamer game Việt nhá, bán trên Steam với 75k, hiện đang on top trên Steam ấy, top 1 luôn. Hôm nay vô test thử nhá anh em. Ui, cái gì đấy? Sao mới vô rên rồi? Ủa, mình đang nằm ngoài ban công à? Cái sàn nhà này ở ngoài quê mình hay lát gặt kiểu này lắm anh em. Sao mình lại ở ngoài này? Mình vào vai nhân vật nữ à? Sao mình lại ở ngoài này? Tại sao mình lại ở ngoài này? Trời mưa mày chui ra đây nằm ngủ à? Đéo hiểu. Ui, phòng gì đấy? Toilet à? Ui, đồ họa đẹp nhờ. Game này làm có 3 đến 4 người làm thôi. Đồ họa như thế này phải gọi là đỉnh đấy đấy. Cái gì? Ở nhà yêu nước hả? À, cái đợt vừa qua chống dịch. Ở dưới kia có con xe kìa. Xe ô tô. Hình như là cái kính phía trước được mở ra. Ở dưới có người hay sao ấy. Mẹ mày mới vào game thôi mà. mới vào game thôi mà. Ủa, alo, đây là bóng người à? Ui, một tấm ảnh. Ảnh gia đình gửi chụp một ông với cái một bà cô nào đó. Ui, tivi có con mắt kìa. Sao tivi nó lại có con mắt ở đó nhở? Ôi, em chào chị nhá. Ui. Ê chị ơi, em vừa mới thấy chị ở đây mà sao chị ra đó nằm rồi. Chị ơi. Chết mẹ rồi. Hình như là nãy mình nằm chăn chỗ nằm của chị này hay sao, xong rồi giờ chị này hù mình hay sao ấy. Chị ấy hay nằm đây ngủ hay sao ấy. Nãy mình nằm chăn chỗ ngủ của chị rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Đắc tội với người ta rồi ông giáo ạ. Radio à? Có người này đúng không? Cái tay kìa. Tối thế. Cái máy tính này. Đài radio. Hát cái liếu gì vậy? Nguyễn Thị Bẩn à? Sao lại là Nguyễn Thị Bẩn, lại còn avatar mồm kiểu gì ấy. Có vết máu này. Kéo vào được. Cửa khóa rồi. Ủa, cửa sổ đóng rồi. Chị ơi. Này, mình nghe đéo nhầm thì cái này là nhạc đám ma đúng không? Quan tài à? Ôi ôi. Kéo mở được cửa. Ôi gì đây? À, đi cắn nha em ạ. Đi cắn thôi. Con nhân vật mình đi cắn. Và néo mở được cửa. Ủa, cái chị gái đứng đây biến mất rồi. Chị gái đi đâu rồi ấy nhở? Cái gì mà bị hất bể phía bên đây vậy? Con gì đấy? Con quạ à? Nó vừa đang bể cái chậu cây. Nó trên mỏ nó ngậm cái chìa khóa. Ăn bạn quạ ơi, cho mình mượn chiếc chìa khóa không? Mượn tí thôi. Mượn lại mở cái cửa quay lại trả liền luôn. Hứa. Mặt uy tín như thế này cơ mà. Gì đấy? Quái gì đấy? Ủa, alo, ai đây? Người theo làm con gì đi bò bốn chân. mới chiêu một thôi mà đã hù như vậy rồi.
Sao mình lại ra ngoài đường rồi? Thuê nhà 04 cái gì đó ngắt 41 ở đây. 41 xẹt 3 Trần Duy Hưng này đúng không? Đúng là nơi này rồi. Nó đúng luôn ạ, đúng là ngõ này rồi. Sao mình lại ở đây nhỉ? Cứ tưởng mình không tìm ra cơ. Này tính ra chơi game Việt như này đừng phải ngồi ngồi dịch ở. Chơi game Việt như này nó thoải mái đúng không? Đặt xe sân bay 200k Hà Nội đến Nội Bài. À là đặt xe từ đây đi ra sân bay ấy hả? Anh có lưỡng nào à? Gì đây? Nhận giặt kho là hơi quần áo 12k trên 1kg. Các loại chăn là 30 đến 100 cần. Rèm cửa chỉ có 15k. Áo rét các loại. Đây là vét 3 đúng không? Tính ra hồi hồi trước người ta hay xài vét 3 nhưng mà giờ xài vét 3 chắc không có nữa. Này chắc là năm vào năm từ khoảng năm 90 rồi. Nhà có phòng đẹp, đủ đồ, giá cả nó lại là hợp lý. Nhưng mà số điện thoại thì mờ nhòe rồi. Cắt qua. Đi. Cái gì mà đây là tiếng nói Việt Nam ấy? Đúng kiểu đậm chất game Việt ạ. Đậu mẹt 30k, riêu cua bò 25k, miến ngan 25k. Hồi xưa mà bán đắt thế này thì ế chồng cái mỏm bảo thật đấy. Tức đây rồi. Gì đây? Cái gì ấy? Có hỏi chấm này. Cái gì ấy? Ui. Chó đâu ra đây? Ui chết mẹ mày chưa? Chết mẹ mày chưa? Nó bị kẹt cái mỏm vào cái cửa ấy sao ấy? Này con chó này. Thôi đi chỗ khác. Không mất công người dân trong xóm tưởng mình trộm chó ra đánh bỏ mẹ rồi thì khổ. Cái tội trộm chó là khó tha lắm các bạn. Thuốc gì đây? Thuốc này nhìn quen quen đấy. Ở đây là quay lại mà. Gì đây? Một quả bóng. Chỉ là một quả bóng bình thường có lẽ của trẻ con quanh đây. Thằng dân con nào ấy nhá, đêm hôm ấy không đi ngủ đi, mai còn đi học ngồi đây chơi bóng ấy nhá. Đúng kìa. Bọn con này, là nghịch thôi. Thằng nào nghịch chứ có phải cháu nghịch đâu. Sao bà lại chửi cháu nhá? Thằng nào nghịch đấy chứ. Ê có người này. Cháu chào cô nhá, không phải cháu nghịch đâu, thằng nào ấy. Nhặt cậu bác được món đồ mới. Này sao bác không ra nhặt đi mẹ. Ngay trước mặt bác luôn bác không nhặt cho bác. Bác sai cháu là như thế nào nhở? Sai nhiều trở thành thói hư đấy. Xẻng nhựa. Cái này mình gọi là xúc rác mà ta. Thế là người Việt gọi cái này là xẻng nhựa. Một chiếc xẻng nhựa rẻ tiền là cực kỳ thường được dùng trong quán ăn tại Việt Nam. E là để thả mà F là để nhặt. Xô nhựa đỏ. Chiếc xô củ kỳ. Này là gì đây? Mỹ Hảo, dầu rửa chén Mỹ Hảo. ngày xưa nhà mình cũng xài cái này đấy. Nhà mình toàn xài dầu rửa chén Mỹ Hảo này đấy. Cháu chào cô nhá. Tính ra cô chỉ cần mở cửa ra và lượm lên là xong thôi. Cô sai cháu lượm làm gì vậy biết. Miếng rửa bát. Cái này không lượm được, gói thuốc. Cháu trả cô à, cô lấy không? Ô cái gì đấy? Trong inventory bằng nút Y. Rồi chọn vật phẩm bằng nút F để tương tác. À, nút Y là kiểu giống như mở ba lô ấy. Ô, sao nút F mà không bỏ ra nhở? Sai à? Sai vị trí à? À, phải đặt đúng vị trí cơ. Sao lại không dùng nút E để tương tác nhở? Sao lại phải sử dụng nút Y nhở? Này cô ơi, cô biết sắp xếp mấy cái món đồ này, cô chịu khó cô ra sắp dùm cháu ấy được không? Hả? Cô rảnh lắm, cô đứng nhìn cô. Đây. E để sửa bố ạ. Ai dạ, không có gì ạ. Cháu đi đâu qua đây đấy? À, cháu đi tìm nhà.
Dạ không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Ủa? Sao dòng giống ông vậy dẻo CT thế nhở? Cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Ừ, đúng rồi, giọng ông đúng mà. Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Chắc, đúng rồi, 100%. Mặt cháu uy tín như thế này cơ mà. Cháu ơi, nhà sắp bị đổi giọng đấy. Cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Ô thế à? Ô thế giờ cháu chuyển nhà được không? Cháu nhưng cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Đâu? À nhà này à? Tính ra là đối diện nhà bác luôn đấy. Tính ra nó đối diện nhà bác. Sao bác đóng cửa nhanh thế? Vội ấy. Sau này là hàng xóm mà bác chơi gì kìa. Ủa đâu phải. Đâu có e được. À đây. Anh gì ơi? Ai đây? Em ở trên này này. Đâu? À đây à? Sao đây em? Có chuyện gì ơi? Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì mà em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Anh muốn thuê trọ nhà đó à? Chứ còn gì nữa. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa bị viện đây. Ngày đầu tiên đến mà cảm giác như... Tại sao vậy em? Cảm giác nó không được tốt cho lắm nhở? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm. Đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ôi được rồi. Cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Hẹn em vô nhà đi. Em bây giờ ăn vô nhà nhá. Em vô nhà đi, em đứng nhìn gì đấy? Em có ý đồ gì đen tối rồi đúng không? Nhìn nguy hiểm đấy nhở? Ủa em ơi, cười gì á em? Sao mất cái bàn tay rồi? Ô, thằng nhóc nào đấy? Anh chào em nhá, em vẽ gì đấy? Áo trực tiếp game à? Ổng mê nguyên cái kênh YouTube của ổng lên đây luôn à. Nó vẽ con quạ màu đỏ lúc này này anh em. Xong vẽ hai người cùng với sợi dây thừng thắt cổ. Em đang vẽ gì vậy mày? Em đang vẽ gì đấy? Em ơi. Con đéo trả lời luôn. Ai bày đấy? Ai dạy mày đấy? Mẹ thằng răng con này. Này chắc fan ông Dũng rồi. Này chắc fan ông Dũng chia tay rồi. Áo trực tiếp game luôn ạ. Ô, đây là quán net này. Điện tử công cộng, quán net này. Lại đi cẩn. Ui. Tay của mấy con giòi kìa. Đường đi đâu thế này? Sao đường em đi toàn là vòng hoa với chả vàng mã không vậy? Số 3, số 7, số 2. Số 2, số 4 à? Số 3 với 7, 2 với 4 này. Hình như là mật mã gì đó. Tí chắc là sẽ sử dụng đến mấy con số này đấy. Nhưng mà sao đường em đi tìm phòng trọ nó nó trông gai vậy nhở? Lại có quả quan tài đặt giữa đường thế này. Ấy có cái gì này? Hộp khảm trai, một chiếc hộp khảm trai tinh xảo có khóa bằng mã số. Bên trong chắc hẳn cất giấu một bí mật quan trọng gì đó. À đây, nó có những con số này anh em. 4 con số luôn. Ờ đúng 4 con số mà mình vừa thấy ở trên mấy cái miếng bùa luôn. 3724 à. Ừ. Vừa thấy ở trên cái bức tường mấy lá bùa. Nhưng mà mình không nhập số được. Ai khóc nghe đau đớn thế nhở? Gì đấy? Ui nước. Ui. Cái gì đây? Nước đang dâng lên. Đây nhập số rồi này. 3724 đúng không? 3725 hay là 24 đấy nhở? 25. Éo phải. 3725 éo phải, 24 cũng éo phải.
Là sao nhở? Éo phải, chắc hẳn mật khẩu của chiếc hộp nằm xung quanh đây thôi. Ủi nước nó dâng lên rồi. Đây này, trên mấy cái lá bùa mà nó răng ở đây là 37 này. Cái số này là 2 với 4 hay là 2 với 5 ấy nhở? 3 này, 7 này. Má mày hết hồn. À, cái nước mà nó dâng cao lên mình không giải kịp lấy kìa. Nếu như mà gộp số thì đây là số 2 cùng với số 4 này. 3724 mà. Đúng không? Hay là 2437 ta? Ngược lại thì xem 2437. Sao mình không e vào được? À đây rồi. 2 4 3. Đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bật lửa Zippo. Một chiếc hộp lửa. Bây giờ làm gì? Đốt cái quan tài à? À ở đây, đây đốt mấy cái bùa đây. Wow. Ui. Ông dẻo lên à. Mẹ mẹ. Cho ông dẻo đi lồng tiếng game buồn cười vậy. Mẹ. Gì đấy? Hình như vô bên trong rồi thì phải. Ồ đúng rồi, thôi xong rồi, vô trong bà rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ tới rồi. Đi ra ngoài được không? Ôi ôi ôi. Toang rồi. Kiếp này coi như bỏ rồi. Bếp à? Ui dồi ôi, bẩn thế. Nghe em gái lúc này trên lầu bảo là chủ trước của ngôi nhà này là một chị gái. Mà sao chị gái ăn ở kiểu gì mà bẩn vách cả bìu ra vậy? Đồ ngủ bóng đêm hay món gì đây? Mối rồi là đồ các kiểu ăn xong không rửa. Món này chắc là chè bóng đêm, chè bóng tối ấy. Ai chắc trưởng. Vũ Dung, thợ nhà may. Thiết kế may đo âu phục, nam nữ, áo dài và số điện thoại 835382. Che mất rồi. Đây là một xưởng may à? Tối thế. Một cái gì đây? À con tò he, con tò he. Là sao? Một con tò he. Ừ thì biết là con tò he rồi, nhưng tự nhiên nó bị sao mà nó bị gãy cổ ấy nhở? Mấy con này éo đi được. Ok à? Anh ơi! Anh gì đầu chọc chọc ơi? Anh làm gì ấy? Anh đang đái đúng không? Anh này là đang chắc chắn luôn với anh em là đang đi đái này. À, nhưng mà mình nhớ không nhầm đó là bếp mà. Sao anh lại đứng đó xả với anh Giai? Anh Giai ơi, anh Giai lấy tò he không? Em có tò he này, đồ chơi của anh đúng không? Đây em trả, trời ơi em lớn đầu rồi chơi mấy cái này làm gì? Đây 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 đây, tò he của anh Giai đây. Em trả, em không lấy đâu. Đúng không em được à? Sao lại anh Giai lại không chịu nhận nhỉ? Anh Giai lắc đầu, anh Giai không thích tò he hay sao ấy? Thôi anh đừng có hỏi anh dẻo ấy, em xin anh đấy. Anh đừng có hỏi được không? Không ấy mình về được không? Ừ. Hình như chui vô cái phòng này thì phải này. Ơ kìa. Ui sao đoạn này lúc này hình như có bóng đèn mà đúng không anh em? Giờ sao tối thui vậy nhở? Này theo như mình biết hình như là có 5 chương hay sao ấy. Ui dồi ôi anh Dũng ơi. Uầy, cái dàn PC gì đấy? Lại là giấc mơ ấy. À này giờ chỉ là đang đi cẳng thôi. Uầy.
dàn PC ở Liver Stream à? Ê, Steam này anh em, Steam ơi. Ui, mic là bàn phím cơ các kiểu luôn. Tính ra dàn PC nó còn xịn hơn dàn PC mình đang chơi nữa. Ghế gaming luôn à, smartphone luôn. Ui đây PSG này, PSG mấy đây? PSG 4 à? Giờ là 3 giờ 35 phút. Có gì đó sai sai hay sao ấy. 3 giờ 35 phút chiều mà ra bên ngoài tối thui vậy ta. Giờ rất có gì đó sai sai gì vậy. Có gì đó sai sai, PC xịn nhưng mà giờ sai à? Hảo thật ý. Ê, bên ngoài trời tối thui. Ai lại gọi giờ này vậy nhỉ? Mình phải nghe xem sao. Trời ơi, cái smartphone mà nó rung kiểu như là điện thoại bàn vậy. Thế ăn à? Alo, tập nghe kìa, mày ngủ chưa? Mày ngủ rồi sao mà nghe được máy mày? Ừ. Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ tập thể thế. Đúng rồi, dàn PC xịn sò như thế này cơ mà. Chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này, tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đã thuê đấy. Thế à? Cô đúng với lừa đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy chết một cách rất là bí ẩn. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Vậy sao? Cho ông Dũng đi lồng tiếng game. Mình nghe kiểu đéo sợ một tí nào. Mình nghe kiểu tấu hài vậy. Thần Trung là cái gì? Thần Trung là game này. Thần Trung là game mà do Tên Mãn phát triển. Dễ thế mà ăn còn hỏi. Cái gì nói ra thì dài lắm, tao sẽ phát qua. Này, tính ra là nói thì nó sẽ nhắn hơn là phát đấy. Cũng dằn lắm. Bạn thế ăn ạ, bạn cũng dằn lắm. Bạn nói bà đi lại còn phát qua. Kiểm tra tài liệu trong máy phát. Đây là máy phát này. Trùng tang là gì? Bản phát từ báo an ninh Hà Nội. Cái chết bí ẩn của một gia đình. Cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ việc cả gia đình ông PV đột ngột qua đời vào ngày 11 tháng 10 năm 1994. Được biết vụ việc này đang gây xáo động cho người dân thành phố, đồng thời gây ra nhiều tin đồn thất thiệt, mê tín và dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ba người trong gia đình có nhiều điểm khó giải thích. Tuy nhiên khám nghiệm hiện trường thì không thấy có dấu hiệu xô xát, tài sản trong nhà cũng không bị mất, nên nhiều khả năng đây không phải là một vụ án hình sự thông thường. Cơ quan công an từ chối tiết lộ thêm về vụ án và cho hay thi thể đã được khám nghiệm xong để trả về cho gia đình thực hiện tang lễ. Như đã đưa tin, gia đình ông PV sở hữu cửa hàng thời trang khá lớn tại khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên thời gian qua việc kinh doanh có nhiều bất lợi do đang bị điều tra về nguồn gốc hàng hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong những số báo sau. Ông PV à, gia đình ông PV à. Thần Trung là gì? Thần Trung là game bên Đụt Studio phát triển ra mắt vào ngày bao nhiêu đó. Thế dân gian thì Thần Trung là con quỷ gây ra hiện tượng trùng tang. Nó đội lốt một con chim mõ đỏ. À, cái con quạ lúc này đấy. Con chim này chuyên đi căn để hành hạ người mất vào ngày trùng giờ trùng hoặc bắt đi những người thân của người mất. Trùng tang là gì? Trùng tang hình như theo như mình biết là chết trùng thì phải chết nhiều người cùng lúc ấy. Trùng tang hay còn gọi là chết trùng đấy, đây này. Được hiểu là một hiện tượng khi có một người thân trong gia đình vừa mất đột ngột do bệnh tật hay tai nạn, và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì những người thân khác trong gia đình lại mất tiếp với những nguyên nhân hết sức là đột ngột. Những người chết sau đó thường là những người gây ra sự chán ghét cho người mất trước. Trùng tang còn được mọi người truyền miệng là hiện tượng của những người mất vào giờ xấu, không thể đi siêu thoát được. Mọi người còn đồn nhau rằng gia đình nào trùng tang thì chỉ còn cắt đi nhờ cậy vào thầy pháp cao tay thì mới hóa giải được. Rồi hiểu về thần trùng với trùng tang rồi đấy. Bây giờ làm gì? Mình cần lên mạng để tìm hiểu thêm về ngôi nhà này. Đâu, lên mạng coi nào. Mà, cái gì đấy? Sao lại mất internet vào lúc này? Mình phải kiểm tra modem xem sao. Modem là cục wifi đúng không nhở? Modem là mô. Ăn dẻo ấy, ăn cất cục modem là mô vậy. Ủa rồi, tóm lại là tiếng sấm eo to thế. À đây rồi, cục modem đây rồi. Cục wifi ấy. Đã reset xong modem. Tiếng sét to ấy. Để to như này mới giật mình được. Để nhỏ thì có biết gì đâu mà giật mình đúng không?
Ủa sao máy vẫn không có mạng? Mình reset modem rồi mà. Kiểm tra lại modem lần nữa. Ui dồi ôi. Này nó giật cái này này. Chớp cái này này. Điếu chớp à? Ui, cái định mệnh con mèo nhá. Quái lạ, không reset được. Chẳng lẽ modem hỏng hay là đứt cáp quang giờ này? Thôi, đã vậy thì giải quyết nỗi buồn rồi đi ngủ. Mai tính sao? À, đi đái à? Ok, đi giải quyết nỗi buồn ngay nào. Ui, sao quả toilet này mở sẵn vậy nhở? Dơ thế. Ui, tiếng nước chảy chân thật đấy. Ok à? Ok à? Ui, ui. Tính ra vừa đái vào xong nó búng hẳn lên mặt luôn ông Sáu à. Bẩn vãi. Đóng cửa vào, ok, đóng cửa vào. Người, chị ơi, em chào chị nhá. Sao chị lại khóc? Trời ơi, mới bị người yêu cắm sừng đúng không? Mới chia tay đúng không? Sợ vậy. Nằm đúng ngay cái đoạn lúc này vào. Ủa, lúc này là mình hóa thân là một chị gái. À, vậy là cái chị gái trước là cái chị gái cái gái mà bị hù xong rồi đi bệnh viện tâm thần, cái con bé đầu game nói. Con nhân vật mình vào vai nhân vật nữ đầu game ấy là cái con mà đi viện tâm thần rồi. Giờ mình vào vai của ông dẻo chia tay. Ai đó? Đêm hôm chơi gõ gì đó cốc 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 vậy nhở? À, cái tiếng chuông điện thoại nghe sợ quá. Hello. Alo, mày gọi được lúc quá. Tao vừa mới đâm ba xong đấy. Alo. Thế anh ạ, có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Hóa ra là hết tiền điện thoại à? Alo. Alo. Hóa ra là hết tiền điện thoại rồi à? Sao lại mất sóng à? Tưởng hết tiền điện thoại. Ảo thiệt đấy. Giờ phải làm gì? Rời khỏi căn nhà này, mục tiêu của mình là phải rời khỏi căn nhà này. Ôi, có cả lên lầu luôn này. Ai đó? Ai ơi, ăn dai chị gái nào làm gì trên đây đây? Alo? Có cái hộp gì đây? Hộp sắt củ bị khóa, một chiếc hộp sắt củ bị khóa, cần tìm thứ gì đó mới có thể mở được, là bây giờ mình phải đi kiếm chìa khóa. Ui, nhớ quả thùng nước này mà. Thùng nước này hồi trước nhiều nhà xài lắm này. Ở đây nó có một cái phòng. Lầu này là lầu 3, lầu này lầu 2, ở dưới là tầng trệt đúng không? Lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa. Sao trong nhà dán toàn là ảnh Phật nữa? Phật tổ, quan ông. Gì đấy? À, cái thằng này chuyên gia đi cẩn luôn nhá. Uầy, phòng vệ sinh nữa à? Lắm phòng vệ sinh vậy. Tiếng cười, ô, có cái hỏi chấm. Cái tiếng cười vừa rồi giống tiếng cười của bà Granny vãi bìu. Một chiếc kìm cộng lực. Không lấy được à? Không lấy được. Đây, đi ra ngoài. Ô, cái cửa bị xít lại rồi. Có nghe thấy cái tiếng mà mình vừa nghe không? Như nó là cái tiếng mài dao thì phải. Con này bị xít lại rồi. Sao lại có những sợi xít? Giờ phải làm sao? Ra khỏi nơi này đây. À, bây giờ quay lại lấy cái kim cộng lực ra đây cắt xít. Là phá đảo.
đúng không? Cần tìm gì đó để đứng lên cao lấy chiếc kìm cộng lực này. Ghế này. Đúng rồi. Đây, mình đặt vào đây à? Đặt chiếc ghế vào... À, Y. Mình phải bấm Y. Trời ơi. Mình cứ kiểu bị bấm chuột trái với bấm E quen rồi ấy. Em phải bấm Y mới mở được ba lô. Rồi. Ô. Cần tìm gì đó để cắt ship. Bác hàng xóm kìa. Bác hàng xóm nó đứng bên kia kìa. Lấy cái này ra mình cắt. Sao lại không cắt được? Không lẽ mình cái gì đó? Bác hàng xóm ơi, giúp cháu với. Giúp cháu với. À, đúng thoại luôn. Sao mình chuẩn bị làm suốt game được rồi đấy? Bác ơi, làm thế nào bây giờ? Không lẽ chẳng ai bên ngoài nghe hay nhìn thấy mình sao? Bác ơi, bác sao bác đứng gãi đít thế? Bác giúp cháu với được không? Ơi, hình như là bên người bên ngoài là không nhìn thấy mình rồi. Tìm người khác giúp đỡ. Giúp đỡ đếu gì tầm này rồi. À, lúc này có thằng đầu chọc chui vào đây. Bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Giúp cháu thôi. Bác ơi. Alo. Ừ, bác ơi. Bác ơi. Thằng kia, bị điên à? Có biết bây giờ được không? Thằng xóm đéo nhờ giúp đỡ chửi vào mặt người ta thế này. Trong nhà này có ma. Cháu nhìn nó xong bác ạ. Rồi cháu không phải ra ngồi đây nữa. Bác có nghe rõ không? Mày nói thật chứ? Thật. Mày có ma trong nhà đó không tin ngán? Đúng. Dạ vâng, nhưng mà bác ơi. Vậy là trời giúp ta rồi. Là sao? Là mình gặp ma là giúp ông này là như nào nhở? Mày thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Ui. Cười mẹ cười gian ấy. Giúp thì giúp mẹ đi còn tìm. Gì đấy? Một chiếc chìa khóa. Có lẽ sẽ mở được một căn phòng nào đó trong nhà. Một tờ giấy. À, chất lượng à. Giấy nốt từ ông già dưới nhà. Ông già quỳ quặc dưới nhà yêu cầu mình tìm những món đồ trong nhà này thì sẽ thoát được khỏi nhà. Nội dung đấy. Một ngón tay người, một chiếc răng người cùng với một lọn tóc người. Nếu mẹ không ấy bác tự kiếm được không bác ơi? Bác kêu cháu kiếm mấy cái này. Yêu hiểu bác nghĩ sao bác lại kêu cháu kiếm mấy cái này nhở? Bác ơi, ủa alo bác ơi, bác ra đây ba mặt một lời với cháu được không? Quan thắng với cả bìu vậy, mấy bác lấy của cháu thay được không? Thà mất ngón tay cái răng cùng với lọn tóc còn hơn là mất luôn cái tính mạng này. Cái kìm này giờ không xài được sao nó không mất đi nhở? Chắc là tí nữa sẽ có công dụng đấy. Giờ là phải quay vào nhà, đi kiếm tay người, cái răng cùng cái tóc. À, chương 3. Nó chưa gì qua 2 chương rồi nhăn phết nhở? Wow, thiệt là thú vị. Sao tối thui vậy ta? Wow. Wow. Fuck. Đau tim nhá, đau tim thật đấy. Ai vừa chạy vào hay ra đây ba mặt một lời cái được không? Nhưng mà giọng con trai mà. Thế là trong ngôi nhà, ừ đúng rồi. Lúc này mình đọc tờ giấy thì nó kêu là trong ngôi nhà này ba người chết trong một đêm. Thế là sẽ có con trai lẫn cả con gái. Wow. Chìa khóa. Thử thôi. Không dùng được. Dùng cho phòng này à? Sao tối ấy? À có cái gì hỏi chấm ấy. À bật đèn. Phòng tụng kinh hay gì đấy? Phòng thờ à? Chắc nhà này là theo à? Theo Phật. Theo ấy. Ê có một bức ảnh Phật đang nằm. Úi dồi ôi. Đến hù tao à? Hấy non. Khung chăn Phật. Nhưng tại sao nó lại bị rơi xuống đất? À thế là bây giờ mình phải treo lên hả? À đấy treo lên đây này. Nào. Cứ bấm E nó không cho treo. Mình bắt buộc phải bấm Y ấy. Treo lên. Một tờ hóa đơn bán hàng do ông Phạm Anh Vĩ
đặt mua với số lượng khá lớn thẻ hương, tổng hóa đơn lên đến 21.502 đồng. Hóa đơn mua mấy cái thẻ hương, tiền vàng, quần áo, ấy, ngựa giấy ấy thôi mà 21 triệu. Bên dưới có một dòng chữ viết tay của chủ nhà với nội dung: lần nào cũng tốn từng này tiền lẻ mà có đuổi được ma đâu. Thì đấy, thẻ hương thơm. À, thắp nhang rồi, thắp nhang rồi. À, ổn. Đúng ổn luôn, không biết anh em ổn đâu nhưng mình ổn vãi bìu luôn. Ủa sao thắp có một cây, hai chục hai bên sao không thắp? Thắp hương thế này thì thần thánh nó quở chết đấy. Rồi hết rồi. Cửa này mở ra. Văn bản đồng ý quyền thừa kế. Chúng tôi đại diện cho hồng dòng tộc họ Phạm đồng ý để ăn Phạm ăn vỉ cháu trai đời thứ 7 của gia tộc thừa kế căn nhà số 4 ngắt 41/3 Trần Duy Hưng của ông Phạm Vũ. À, là ông Phạm Vũ, đúng rồi. Căn nhà này của ông Phạm Vũ. Sao mình nghe tiếng khóc ấy nhở? Có tiếng gì bục 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 nữa ấy. Việc cả gia đình ông Phạm Vũ không may qua đời không để lại di chúc nên ăn Phạm ăn vì gọi là ông Vũ là bác ruột hưởng thừa kế căn nhà trên là hoàn toàn chính đáng. Ăn Phạm ăn vì có nghĩa vụ là thờ cúng. Ừ, mỗi lần thờ hết hai mấy củ. Đứng ra tổ chức sổ chạp cho gia đình ông Phạm Vũ tuyệt đối không được bán cho người khác nếu chưa có sự đồng ý của dòng tộc. Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2019, trưởng họ Phạm Quang Dũng, bên dưới có dòng viết tay: các ông lừa tôi, nhà này có ma nên mới để lại cho tôi chứ quý hóa gì. Đấy được gọi là tuổi trẻ chưa trải sự đời đấy. Thế là ông ăn vỉ này bị lừa rồi, gia phả phạm tộc. Tính đến đời thứ 7, trong gia phả này Phạm ăn vỉ là em họ của Phạm Mai Linh, con gái của ông Phạm Vũ và bà Thị Dung. Ông Phạm Vũ là chủ đời trước của căn nhà này. Ôi chà, cái gia phả ngàn trưởng phạm tộc ấy có vẻ hơi hoàn tà là vằn đấy nhở. Dài quá. Đời thứ 6 đúng kiểu vượt trội ấy, thì gia tăng bùng nổ dân số. Kết quả chụp X quang của bàn tay ông Phạm Vũ. Ồ, ông Phạm Vũ bị mất một ngón tay. À, vậy là bây giờ mình phải đi kiếm cái ngón tay của ông Phạm Vũ đưa cho cái ông ở dưới nhà. Với nội dung gia đình muốn ướp formaldehyde. Đéo gì ấy nhở. Formaldehyde. Gì đấy nhở? Happy birthday chủ yếu à. Một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ người bố với nội dung: chúc mừng sinh nhật con gái. Dù con bao nhiêu tuổi với bố mẹ thì vẫn là mãi mãi là một cô bé đáng yêu nhất. Năm nay mẹ đi công tác xa nên bố quyết định cưới cô hàng xóm cho con vui thêm. Lại cho con một trò tháp chơi mang tên là tháp Hà Lội từ mấy thân gỗ củ, con chơi thử xem nhé. Mục tiêu của trò chơi là đưa hết số đĩa bên cột đầu tiên sang cột cuối cùng theo thứ tự đĩa nhỏ ở trên và đĩa to ở dưới. Đĩa to không được đặt trên đĩa nhỏ hả? À đấy, chơi cái này đúng không? Là chuyển hết cái đĩa bên tay trái sang tay phải, sắp xếp theo thứ tự là từ to đến nhỏ đúng không? Cái này thì hồi trước mình có chơi một lần rồi. Đoạn nào mà khó quá thì mình bưng hết nguyên cục qua để luôn cho nó nhăn. Thế xếp từng cái này lâu lắm. Bỏ thật ý. Là sao nhở? Khó thế nhở? Cái gì đó sai sai ấy. Đây, như cái này đúng không? Éo phải rồi. Đĩa to không được đặt lên đĩa nhỏ. Đấy rồi. Giờ làm sao chuyển cái dưới cùng này qua bên tay phải này mới khó này. Hay hình như là đúng như này này. Đấy, xong cho cái này qua. Đấy. Đỉnh 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 đỉnh. Giờ bắt đầu đưa cái tiếp theo qua. À, trò này cũng hơi mất thời gian đấy. Đây, mình đưa được cái đĩa thứ hai qua rồi. Mình đưa được cái đĩa thứ ba qua rồi này. Đó. Hình như là mình nghe thấy tiếng của ai đó khóc kêu là con ơi ấy. Thôi.
Một chiếc chìa khóa có lẽ sẽ mở được một nơi nào đó trong nhà này. Lại tiếp tục được một chiếc chìa khóa. Không biết anh em nghe thấy tiếng bụp 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 cùng với tiếng khóc con ơi không. Nhưng mình là úi dồi ôi tối thui thế này chơi bời gì. Không ấy mình phá đảo ở đây được không? Mình cần thứ gì đó có thể soi đường. À cái hộp quẹt. À đâu rồi trong người mình. À đấy rồi hộp quẹt đây rồi. Mình có hộp quẹt này. Ồ oh, được nha được của nó nha. Sao lại đây cái tiếng con ơi nó to hết. Ai đó? Em chào anh nhá. Anh đang luyện thiết đầu công à? Anh ơi. Anh ơi cho em hỏi là cái chìa khóa này là để xài phòng nào ấy anh? Anh ơi. Anh ơi. Ui. Đéo chơi với anh nữa. Để em tự kiếm anh đéo hỏi anh nữa. Trời ơi. Cái gì đấy? Sao lại cho con bé nó tự quyết định của nó. À, định sẵn mai mối à? Bà vợ mặn mùng ấy. Ôi trời ơi. Bà mặn mùng ấy. Ăn vả liền. Phú phú. Cái mồm như thế thì như dao thỏng tát trong cái rồi. Mồm. Em nói giỡn thôi mà chạy ra hù em thế. Này đây rồi chìa khóa này sử dụng phòng này đây. Mà em nói giỡn mà chạy ra hù em thế bao giờ không. Tiếng bước chân à? Tiếng bước chân của ai ấy? Dương ngủ hết. Một bức ảnh kỷ niệm sinh nhật. Bức ảnh chụp một gia đình hai vợ chồng và một bé gái chữ trên ảnh sinh nhật một tuổi của con gái. Đâu có thấy chữ đâu. Ê chìa khóa đây. Ôi két sắt đây rồi. Phát tài rồi anh em ơi. Phát tài phát lộc rồi. Kéo mở được nhở. Trên tường có mấy bức ảnh đây. À cái tivi lúc này này đúng không. Ô ảnh Hồ Gươm anh em ơi. Ảnh Hồ Gươm. Câu con que gì đó. Nó biết. Nhìn quen lắm. À đây rồi, cái bức ảnh mà ông bà già lúc này treo trên tường ấy. Lúc này là đầu game mình thấy. Ồ, cái tủ mở được. Tủ bị khóa hả? Chìa khóa. Đây. Chìa khóa. Wow. Thế là sử dụng một chiếc chìa khóa để nhận lại một chiếc chìa khóa. Logic. Logic. Một quyển vở thống nhất. Có vẻ đây là quyển nhật ký của ông Phạm Vũ, chủ trước của căn nhà này. Bấm gì để xem chi tiết các trang nhật ký. À, nhật ký của ông Phạm Vũ, chủ của nhà này. Bây giờ mình sẽ bấm nút gì. Đâu bấm nút F mà, gì đâu mà gì. Gì vậy? Ôi, có cần phải chi tiết đến mức độ này không nhở? Yeah. What? Cái gì đấy? Tò he, lại thêm một con tò he nữa này. Nó có bị chi tiết quá không vậy nhở? Chi tiết quá rồi đấy. À hình như ông này là ông Phạm Vũ. Ông khóc và kêu con ơi. Con ơi cái gì khóc cái gì. Lúc này tát bà vợ xong bị bà vợ chia tay rồi đúng không. Ui giời ơi. Ôi cái cửa tường mở cái rất hấp thối thế. Bật lửa của tôi đâu? Rồi sao mất mẹ bật lửa rồi? Bỏ mẹ rồi. Thôi ở đây ôm cái tivi theo phát sáng được không? Lấy đèn được không? Tối này chơi bời gì? Tối quá. À bên ngoài có điện. Sao cái phòng của mình bị khóa cửa rồi ấy nhở? Cái chìa khóa mà mình vừa lượm được hình như là mở phòng này. Đúng rồi. Mặt điện. Cầu dao. Gì đấy. Có dụng cụ gì đấy. Mình có thể mở được cái gì đó.
thế là bây giờ mình đang bị thiếu một cái gì đó để bỏ vào đây rồi. À, giờ chắc là mình phải đi kiếm cái hộp hay là sao đó. À chắc là bê cái két sắt xuống đây để mở ra. Đi cậy két anh em ạ. Này có tiếng mở cửa ở trên lầu. Để lên coi lại xem cái gì. Bức ảnh gia đình. Dòng họ có vẻ là gia đình của chủ nhà đang cho mình thuê trọ. Phòng này chắc hết rồi đúng không? Phòng này chắc không còn gì nữa rồi. Quá chết, thử cái phòng vệ sinh không nhở? Đây rồi, đúng trong phòng vệ sinh có cái gì này? Lọ nhỏ màu đen chứa một chất lỏng không rõ là gì, mùi khá hắc. Nắp lọ được niêm phong kín, có lẽ phải có dụng cụ mới có thể mở nó ra được rồi. Mình bây giờ mình sẽ đem cái lọ này xuống cái phòng lúc này để mở ra. Ui dồi ôi, cái cửa. Bỏ cái lọ vào. Dị vật lấy từ trong lọ, bọc một lớp nhầy màu đen trông thật kinh khủng. Cái gì ấy nhở? À cái ngón tay, cái ngón tay. Đấy này, đúng rồi, cái móng tay này. À mình lấy được cái ngón tay rồi đấy anh em. Ui à, gì vậy? Cái héo gì ấy nhở? Chơi hủ người thế bao giờ không? Tìm nó kêu là tìm cách để rửa cái dị vật vừa lấy được. Không dùng được, mất nước rồi. Mất nước rồi. Ở trên lầu 2 nó có cái toilet, không biết nó có xài được không nhỉ? Chắc chỗ này xài được. Đây. Ừ kìa, không mất mẹ tay rồi. Ơ kìa, bậy bậy nhá. Chưa gì mất bàn ngón tay là hơi bậy rồi nhá. Hay là đi cản đấy nhở. Ui chương 4 luôn rồi. À đi cản. À chắc là lúc này là cái ảo giác của ông Phạm Vũ. Ông Phạm Vũ bị mất ngón tay rồi. Đây mình lấy được ngón tay rồi này. Xong ngồi xuống đưa cho ông kia. Anh Giai ơi, xong được hay là phải bấm Y xong rồi F? Ờ đúng vậy. Anh Giai ơi, bà ơi, lấy được rồi nhá. Cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Đâu, tôi đang bắt nhau. Tôi cũng bắt nhau. Bây giờ tôi bấm lấy nó này và tiếp tục công việc của mày đi. Vẫn còn hai thứ nữa. Ta cần nó. Nghĩa anh ấy chứ. Lại một chiếc chìa khóa. Sao mày không đưa một lượt luôn thẳng moi moi? Mày mòi, mày ra đây tao coi nào. Mày ra đây, xem tao có đấm mày không. Con lợn này. Mẹ nó chưa. Giờ mình lấy tiếp một vật nữa xong quay lại đó là nó sẽ đưa tiếp một cái chìa khóa nữa cho xem. Kiểu đéo gì cũng vậy. Cái chìa khóa bỏ vào đây à. Tối thế. À, ô có bật lửa lại rồi này. Ô, máy khâu. Đây là xưởng may. Mannequin này. Ôi hồi, cái gì đây? Chuyện gì vậy? À đây, gia đình ông Phạm Vũ và bà Dung gì đây đây? Hai người chết đây, mày lượm lên làm gì thế này? Cho cháu xin nải chuối được không? Đói quá. Chỗ này hình như thiếu đi di ảnh người đã khuất. Lại ba cái xin nải chuối ăn được không? Cho cháu xin nải chuối nhá. Bây giờ mình phải lấy mấy cái bức ảnh thờ xong rồi đặt lên. À, cái game này rất là khó chịu khi mà phải bấm Y thì mới cho đặt đồ nhá, nó không cho bấm E. E nó sẽ tiện hơn. E nó hơi khó chịu. Rồi. Ô, xung quanh có người à? Chào các anh các chị nhá. Rồi. Hai ông bà đội mồ sống dậy rồi mẹ. Xin nải chuối thôi mà làm gì căng thế không biết. Xin có đúng nải chuối thôi.
căng quá. Con mẹ nó rớt góc lác à? Rớt góc lác mẹ rồi. Ôi ôi, game lỗi rồi. Chịu đây, chịu đây. Lỗi game rồi, đất ba xuống góc lác rồi còn đâu. Fuck xìa, giờ chốt lại à? Đều hiểu kiểu gì. Tiếp tục. Đừng nói kẹt góc lát tiếp nha. Kẹt góc lát xong lại chơi lại chương 1 à? À đây. À chơi lại chương 4 à? Thế là cứ qua mỗi chương là nó sẽ lưu game một lần. Trời ơi. Bây giờ chơi lại. Trời ơi. Uầy. Lại là tiếng người dân bàn tán xôn xao. Hai ông bà chuẩn bị đôi mồ và sống dậy. Mình đứng ở đây cho rồi. Đỡ bị rớt góc lát. Rồi, hết ảo giác rồi. À, tối quá. Em nhìn thấy cái gì kìa? Cái gì đấy? Sổ kinh doanh. Một tờ giấy khai để vay vốn từ ngân hàng. Người đứng tên vay là Bùi Thị Dung với số vốn 100 triệu đồng. Ui, 100 triệu hồi xưa là hơi bị nhiều đấy. Tuy nhiên giấy lại bị ngân hàng từ chối và đeo cho vay. I am say no à? Bà Bùi Thị Dung. Dung kết quả lỗ nặng. Có vẻ đây là cửa hàng của gia đình chủ cũ ngôi nhà này. À, là cái việc kinh doanh của ông Vũ và bà Dung. Năm nào đó, năm 1994, bị lỗ nặng và bà có đi vay ngân hàng. Nhưng mà ngân hàng I am say đéo. Và kết quả sau đó thì vẫn chưa được tiết lộ. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Ê, cái cửa bên kia mở ra rồi kìa. Tiếng gì đấy nhỉ? Tiếng gì đấy nhỉ? Ôi ơi, gì đấy? Con ma lơ căn. Bị bịt miệng cái này. Ma lơ căn nở luôn ạ. Mình đi à, nó đi theo mình đấy. 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 Đéo chơi mày đâu. Hey! Mẹ mày. Ai đó? Đang yên đang làm tự nhiên làm Spider-Man đu đu nơi tường ạ. Chăm sự nhờ cháu đến nhé. Cô yên tâm, cô cứ cố gắng cho em nó uống thứ thuốc trong lọ này. Tình trạng trầm cảm sẽ nhanh thôi. Nó không uống, ép nó uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Cô nhớ giữ kín chuyện này nhé. Ơ, thuốc tâm thần mà lại không được hợp pháp à? Thuốc gì vậy ta? Cháu sẽ về tác động với bố cháu. À, vậy là bà Dung. Dù gì hai gia đình. Bà Dung đang đi mượn tiền thằng này. Và thằng này thích đứa con gái của bà Dung hay sao ấy. Nhưng mà cái đứa con gái bà Dung thì lại yêu thằng nhà nghèo nào đấy này. À, Linh. Tên là Linh. Chị Linh yêu ăn nào đó. Ê, cửa mở ra này. Đây cái lọ thuốc. Thuốc không nhãn mác. Một lọ thuốc có, không có nhãn. Bên trong rất nhiều viên thuốc khác nhau. Tờ giấy. Thuốc trắng là 2 lần sau bữa ăn. Thuốc xanh là 1 lần sau khi ngủ dậy. Và thuốc vàng sẽ là 2 lần sau bữa ăn. Ủa? Thế sao không ghi thuốc trắng phẩy vàng là 2 lần sau bữa ăn đi? Quan ta làm ăn vậy. Bác nhớ đốc thúc em nó uống thuốc đầy đủ. Nếu đau đầu thì mua thuốc giảm đau hoặc hạ sốt. Uống thuốc trầm cảm mà sao lại uống vào lại đau đầu với hạ sốt nhở? Thuốc này nó không có nguồn gốc rõ ràng và cũng không có mác. Mình nghi thuốc này thuốc đi cản đấy các bạn. Nghi lắm. Nhớ quả đài quả tủ này vậy. Ôi, ông ngoại mình hình như vẫn còn đấy. Cắn cửa tủ bị kẹt. Hay đấy. Hay đấy. Lật à. Con quà màu đỏ lúc này đây. Ê, ủa con lật đật nó lại leo lên trên đây ngồi. Ê,
có cái kéo. Các thợ may hay dùng để cắt vải. Mình lượm được cái kéo nha bạn. Cái kéo này chắc tí nữa dùng để cắt tóc ấy. Cắn cửa tủ bị gì đó rồi. Giờ mình phải đi kiếm gì đó để mở cái cắn cửa này ra. À đấy rồi, lầu 3 nó có cái gì đó, cái xà beng. Đây rồi, có xà beng để đi cạy cửa rồi. Mình vừa nghe cái tiếng ai nói ấy. Cạy cái tủ. Úi dồi ôi. Bác này bác trai bác gái mà tự nhiên chui vào tủ lạnh ngồi thế, bác trai bác gái ơi. Hết chỗ ngồi rồi à? Quá lâu. Há mồm ra này, chắc là tí nữa mình sẽ lấy răng này. Gì đây? Trò chơi xếp hình à? Ôi ôi. Lại mất thêm tầm khoảng 10 đến 20 phút nơi cái trò này rồi. À không, trò này giải nhanh mà. Trò này xếp từ dưới lên. Ở hình này là xếp từ dưới lên vì nó trắng ở phía bên trên mà. Cái này phải mất tầm khoảng 10 phút. Cái chân này trước này. Đấy. Được một hàng dưới này. Rồi bắt đầu lên hàng trên. Hàng trên là cái đầu cái con này trước. À cái chân này đúng là cái chân này rồi. Vậy bây giờ mình phải ghép lại rồi. Đây, được hàng thứ hai này. Xong cái đầu này là ngoài cùng rồi đến cái áo với cái tay đúng không? Cái đầu ngoài cùng cho nó xuống dưới đây, áo đến cái tay. Rồi gộp nó qua là được. Xôi, nó bị dễ quá ấy. Mấy trò này hồi trước mình hay đi học xong mua cái thước ấy các bạn. Cái thước mà nó có mấy cái ô kiểu như này này. Xong ngồi lắp lắp. Ủi nó lại bị easy quá đúng không? Cái tay này là ngoài cùng là phải đưa ra phía bên đây. Vậy cho cái này qua là được. Đó. Dài ơi. Game có nít nè. Ơ. Thế sao không đập ra lấy cái chìa khóa cho nó nhăn đi ngồi xếp làm gì thế nhở? Bỏ ra ngồi phúc xếp cái gì vậy nhở? Mất 10 phút cuộc đời rồi. Theo hiểu. Mình sẽ lấy cái kìm này để nhổ răng bà này đúng không? Không dùng được. Không dùng được. Kéo. Cũng không dùng được. Bây giờ phải đi kiếm kìm để nhổ răng à? Cửa này, chìa khóa này hình như là mở cái cửa đây. Đúng rồi, mẹ tìm nãy giờ mới đúng. Ồ, ra sân sau. Bên ngoài trời đang mưa. Bật quẹt ga vẫn xài được. Ý, logic, logic. Logic, logic. À, chẳng cười ai ấy nhở? Sao giống bà giờ Jenny thế nhở? Ôi đây là mồ. Ui mồ mà chôn ngay nơi nhà sau vườn ngay nhà luôn. Chơi thế ai chơi? Con game này có một cái dở là không ship được nhá. Đi chậm quá. Hình như có gì đó sau lá cây dùng tay không lấy được hả? À thế thì dùng kéo, mình có kéo nào đúng không? Một con tò he. Em biết mấy con tò he dùng để làm gì nữa. Hết à? Bên cái phía bên đây có gì? À đây rồi, kim mỏ quạ. Cái kim này là dùng để mổ răng này. Không quay lưng lại được không nhỉ? Xong nghe đau khổ thế. Đây là mộ của ông bà, ông Hủ và bà Dung ấy. Cháu chào chú nhá. Chú khóc gì ấy, cháu đã chết đâu mà chú khóc. Cháu chào cô nhá. Chào hai cô chú nhá. Mù thì hù lẹ đi. Cháu chuẩn bị tinh thần rồi này. Không mù à? Hình như không có ý làm hại mình hay sao ấy. Nhìn mặt buồn cười vậy. Họa bối cảnh thì đẹp nhưng mà sao làm nhìn con ma nó nhìn éo sợ tí nào ấy thế nhở? Ê! Mình không sợ ma đâu nhưng mà tiếng sấm nó sợ anh em ạ. Nó sao không đi được? Ơ kìa. Nào đừng có nói lỗi game nhé, khóc đấy. Chương 4 này giờ chưa qua chương 5 đâu, giờ mà chơi lại chương 4 là khóc thật đấy. Ăn rỗng thôi. Lỗi
lỗi em rồi em Dũng ơi. Éo cho mình đi. Bị chặn bởi cái cây này rồi. Lỗi game rồi. Lại phải reset lại chơi lại từ đầu. Ôi nãy giờ 30 phút cuộc đời của tôi. Giờ lại chơi lại à? Ôi ăn dẻo ơi. Em khóc thật đấy. Không có cái kéo, mất cái kéo rồi. Này cái kéo dùng để ở kia rồi, không dùng cái này cái kim được. Thôi rồi, chơi lại rồi. Toàn, đúng toàn. Chịu đấy. Chơi lại cái đoạn mà bị mất tay. Ôi hồi, 30 phút cuộc đời của tôi. chịu rồi. Game có mấy cái khúc lồi rồi nhá. Nãy giờ là 2 khúc lồi rồi. Lấy cái kim. Để luôn cho nó nhặn. Nghiệt trượt rồi. Đấy, thấy chưa? Đi ra rồi này anh em. À, nảy lỗi game. Thôi đi lại vào nhà thôi. Chắc sao được, game có 75.000 thôi các bạn ạ. Không chắc được. Thả game triệu mấy đi. Lỗi thì mình còn kiện lên được. Đây có mấy trăm nghìn thôi. Với lại game của người Việt mà team của ông Dũng chia tay có 3 hay 4 người làm à. Cái xác trong tủ đâu rồi? Mèo. Cái xác trong tủ lặn đâu rồi? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Tối thế. Bật lửa đâu rồi? Eo có. Thôi khỏi vào nhá. Khỏi vào nhá. Tối quá. Giờ làm gì bây giờ? Ê, cái xác lại đây rồi này. Mình sẽ lấy cái răng. Rồi. Một chiếc răng người. Đưa xuống cho ông kia coi nào. Răng này ông già ơi. Răng này. Có chiếc răng rồi. Cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. À, xem còn phải để một hồi thì mới trả lời. Này, có lấy tóc tao không? Lấy tóc tao luôn cho nó lại này. Mẹ, cái thằng đầu đéo có tóc này. Nếu cho mình cái chìa khóa nào luôn ạ. Ảo thật đấy. Nếu không có chìa khóa làm sao đi đến những phòng tiếp theo bây giờ. Không ấy lấy tóc của tôi được không ơi? Thằng này chắc là đang sưu tập tóc, đâu không có tóc mà. Sưu tập về làm tóc giả hay sao ấy. Chắc là vậy rồi. Bà hàng xóm đi đâu luôn rồi. Bà hàng xóm đi ngủ rồi. Ồ, chương 5, ủi set game rồi, ôi hạnh phúc quá. Cái này giờ reset lại 2 phát chương 4 luôn. Tốn gần cả tiếng đồng hồ. Căn bản là game này nó bắt buộc phải chờ nhân vật nó thoại xong. Cùng với đó là đi không được ship. Thời gian chơi nó hơi bị lâu. Tiếng gì á? À, tiếng đài, tiếng radio. Đúng không? Tiếng radio ở trong phòng này. Ở đúng rồi, ở đây có cái đài mà. Có phải tiếng Việt không vậy? Ủa, có phải tiếng Việt không vậy? Sao mình nghe em hiểu gì hết vậy? Cái gì mà cảnh sát điều tra gì á? Chịu. Lần này vẫn tối thui. Cũng vẫn chưa có bật lửa, không vào được. Tối éo vào. À, quay lại cái phòng stream xem nó mở cửa chưa nhở. Ôi. Gì đấy? Bướm đêm à? Wow. Thật là vi diệu. Hay là đi ngủ nhở? Còn thiếu một lọn tóc nữa thôi. Lọn tóc giờ lấy đâu ra bây giờ? Ui. Mẹ, cái tiếng chuông điện thoại nó kêu. Anh Nho. Lại là thế anh nữa à? Có nghe thấy tao nói gì không? Nghe. Thế anh đi à? Thôi được rồi, ta sẽ phát cho mày game mới nhất mà tao kiếm được. Ok luôn, phát lẹ dùm cái nhá. Đến chương 5 rồi mới chịu phát. Ngoài 3 người trong gia đình này chết, đêm đó còn một thanh niên được phát hiện treo cổ cùng cô con gái trong phòng. Đấy là cái bồ của con Mai Linh ấy. Theo điều tra, thanh niên này là người yêu của cô con gái và đêm xảy ra án mạng thì đã trèo lên tầng 2. Trèo nhà. Hình như là cả hai đã viết thư cho nhau hẹn ngày cùng tự vẫn. Ôi đỉnh thế, yêu nhau thế cơ à. Gia đình đã nhờ cả
chí là không đưa tin này. Ôi yêu nhau thế cơ à? Úi giời ơi. Ơ à. Ôi chị ơi. Ôi chị ơi, có con ma nó cắn lúc này ở dưới đúng không? Khóc cái gì? Ôi ai làm đéo gì mà khóc? Chị buồn ngủ thì đây đây đây, em nhường phòng cho chị ngủ luôn, em bảo thật ấy, đêm nay em không ngủ cũng được. Chị ơi, ngay giường ấy chị cứ vô ngủ thoải mái, phòng này như phòng phòng ngủ của chị hay sao ấy. Gọi gọi tới cũng cứ cờ. Chị đi ngủ thật thôi, chị ngủ thật thôi, chị ngủ vào giấc ngủ ngàn thu rồi các bạn ạ. Bỏ mẹ tôi thật chứ, đêm nay ngồi quan tâm tài hay gì ấy. Ê tò he tò he tò he, được thêm con tò he này này. Một chiếc ẩn thơ, một chị gái. Chị gái này tên là Mai Linh. Nhà này bị thần trùng ám nên mới chết cả nhà. Nếu không ngăn chặn thì còn nhiều người trong nhà phải chết. 9 đứa con gái vì hận cha mẹ nên đã khai tên 2 người với thần trùng, dẫn đến việc họ bị thần trùng lấy mạng. Trong đám tang riêng quan tài, đứa con gái phải đặt riêng trong phòng kín, chiều quan tài không được quay ra cửa. Sau đám tang phải đưa đi thiêu xác đứa con gái, sau đó thầy sẽ làm lễ nhốt linh hồn mãi mãi để không cho nó tiếp tục khiến thêm người nhà phải chết. Cho sẽ được cất giữ tại một nơi bí mật trong nhà này. À vậy là trong nhà này và nó còn cho cốt của... Ôi dồi ôi, chị ơi, chị ngủ đi, chị ngủ đi, chị tỉnh dậy làm cái đéo gì. À, thần trùng là cái con quạ màu đỏ này, hình như là nó đang đến hăng hạ xác để chị gái này khai tên của người thân. Chị ơi, chị chắc chị không biết tên em đâu nhở, đúng không? Chị chắc không biết tên em đâu nhở. Có cái gì đây? Treo mấy cái con tó he lên đúng không? Đúng rồi. Không dừng được. À treo tò he nam xin, đúng rồi. Hai đứa rủ nhau đi thắt cổ tự tử mà. Úi dồi, đánh DJ à? Hết sợ rồi, quen rồi. Ơi ơi, có trò sấm giật giật làm quài vậy anh Dũng. Ôi chưa đi à? Ủa alo. Chưa đi à? Cái gì ấy? À lọm tóc, một cái lọm tóc này anh em. Ủa? Em Mai Linh, mời em lên đây. Em nào tên Mai Linh lên kìa, mình không phải tên Mai Linh nhá. Thì ra làm gì? Mình nhớ mình tên Nam mà. Ơ kìa, các bạn ơi, các bạn nào tên Mai Linh không đi ra dùng thôi kìa. Các bạn ơi, ủa alo các bạn ơi. Bạn nào Mai Linh nhận cho mình cái được không? Bỏ mẹ tôi rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Ủa nhưng mà cái kiểu bàn học này là mình thấy ở nước ngoài chứ Việt Nam làm gì có đâu. Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bản năng bị buộc phải thôi học. Em có biết Lăng là sinh viên ưu tú của trường ta không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em mà làm ảnh hưởng đến tương lai của cả một con người đấy. Em về nói chuyện lại ngay với gia đình đi. Tính ra mình đéo làm gì nữa ra trời. Em tên Nam mà thầy. Mai Linh là con nào vậy? Thầy ơi, Mai Linh. Ô kìa, sao các bạn chỉ có một mắt thế vậy? Thì ra là chúng ta không cùng đẳng cấp hả? Mình có hai mắt lận các bạn ạ. Bây giờ bị bắn mắt của bạn bè rèm pha. Là cái con người yêu của con Mai Linh này tên là Long. Xong rồi bà mẹ tên là Dung ấy, mẹ của con Mai Linh này này. Biết chuyện Long thì Long là Long nhà nghèo. Long nhà nghèo cho nên là bà mẹ đang bị vỡ nợ, đi kiếm thằng nhà giàu, mượn tiền của bố thằng nhà giàu. Đấy. Nhưng mà thằng nhà giàu đó cũng thích con Mai Linh này. Thế là bà mẹ Dung quyết định là lên nhà trường tác động cái gì đó với thằng Long, khiến cho thằng Long phải nghỉ học. Thằng Long nó buồn đời quá cho nên là con Mai Linh này cũng bị bạn bè rồi thầy cô chỉ trích đấy. Như lúc này các bạn thấy đấy. Nên là Tử Tử hẹn thêm thằng Long Tử Tử theo. Tử Tử mình buồn quá, rủ thêm bạn Tử Tử chung cho nó vui. túm lại là như vậy đấy. Bây giờ mình xuống đưa lọn tóc cho cái ông kia. An Giai ơi, món cuối cùng này lọn tóc này An Giai ơi. Cầm hộ em xong để cho em cút khỏi cái nơi này cái được không? Đồ ơi. Cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Ừ,
Giờ thì mày cứ quay trở lại nhà đi, chờ ta một lúc, xong việc ta sẽ gọi mày. Hà hà, mẹ mày, mày có thể đưa tao ra ngay lập tức và ngay bây giờ không? Hả? Mày, mày ra đây, mày ra đây nói chuyện với tao một tí được không? Con lợn này. Mẹ nói chứ. Ờ, nhưng mà còn cái phòng này mình chưa mở được này. Là một phòng này. Còn cái phòng ở lầu 3 nữa. Mà cái cho cốt con Mai Linh vẫn nó còn ở trong căn nhà này. Mình đoán là một là trong căn phòng ở dưới lầu 1, 2 là ở lầu 3. Nhưng mà khả năng trên lầu 3 sẽ cao hơn. Chưa xong đâu, mọi chuyện chưa kết thúc được. Thôi, cứ quay về phòng đi. Bật live stream lên cái nào. Hello, anh em đang xem stream nhá. Mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn sống tốt lắm. Anh em đang xem nhớ like và subscribe đi nhá. Quái lạ, sao lâu vậy rồi mà vẫn không thấy ông ta gọi mình. Mình phải xuống xem thử xem sao. Đúng vậy, quá lâu luôn. Đấy, game này không ship được, cứ đi như thế này lâu vai. Ông già đầu chọc ơi. Ôi, ôi rồi, ôi. Cái này cái phòng hay cái chuồng lợn đấy? Hả? Đây là cái chuồng lợn hả? Bẩn vãi. Không hiểu sao lại có thể ở được trong cái chuồng lợn như thế này. Cái gì đây? Hàng ngày đúng giờ tí phải thực hiện lễ cúng với các lễ vật bên dưới một cái thủ lợn. Một bát tiết lợn, một đĩa xôi trắng, một ly rượu nếp. Khi cúng cần thần tâm gọi đủ 100 lần tên của họ. Người muốn gọi hồn. Tuy nhiên, việc gọi hồn có thành công hay không còn phụ thuộc vào căn của người hoặc con người còn sống trong khu vực gọi hồn. Nếu căn của người gọi hoặc người sống trong khu vực gọi hồn không phù hợp, có thể sẽ khiến hồn ma tức giận và gây nguy hiểm cho người đó. Nếu gọi hồn thành công, không những có thể thấy hồn ma mà còn có thể lấy được những đồ vật mà họ nắm giữ trước khi có thể lấy được. Cái đéo gì, bị điên à? Không chứ gì? Bẩn đấy. Có một quả ban thờ đấy. Có cách để những kẻ phạm tội tày trời như vậy thoát cẳn xuống âm ti địa ngục. Đây là phương thức bí truyền từng được một số kẻ áp dụng thành công hay không thì không thể biết. Nhưng xét theo sự khủng khiếp của hình phạt dưới địa ngục thì họ vẫn mạo hiểm thực hiện. Điều đầu tiên, kẻ gây tội cần lấy được những vật thuộc về thân thể của người mà mình từng làm hại, thường là tóc, răng hoặc ngón tay. À, thế là ông này phạm cái tội gì đó nên là cần phải lấy những cái vật dụng như là ngón tay này, tóc cùng với răng để xá tội. Nếu không thể lấy được chúng vì họ đã qua đời thì cần thực hiện nghi thức gọi hồn cổ xưa. Hiện nghi thức này đã thất truyền từ lâu, không ai biết phải làm thế nào để thực hiện. Sau khi lấy được những vật trên rồi, cho vào nồi sắc cùng bột thạch tín, xá nhân, chú sa, ngũ hoàng, hổ phách, đống trung, nam thảo. À đâu, không có nam thảo à? Sắc xong uống ngay khi còn nóng. Sau khi uống, lập tức chui vào chỗ nào đó tăm, tối, không có ánh sáng. Ví dụ như góc nhà, thùng lớn, để phương thuốc trên ngấm dần vào cơ thể, thanh lọc hết những tội lỗi mà kẻ đó từng thực hiện. Nhưng nếu tội lỗi hoặc nghiệp chướng quá lớn, trong lòng kẻ đó lại chưa thực sự hối cải, rất có thể một đoạn bị gạt xóa. Chắc chắn là ăn loàn nhé chấm com. Sau khi chết chỉ có thể xác bị hủy hoại, còn linh hồn thì vẫn tồn tại tùy theo công tội khi còn sống mà linh hồn ấy lên trời về cõi chết bàn, cõi chết niết bàn. Lần đầu tiên nghe đấy. Đầu thai hoặc làm súc vật hoặc bị đày đọa xuống địa ngục. Địa ngục được coi là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn tội lỗi trong thập bát nê lê kinh. Địa ngục, địa ngục mà, cái này chữ địa mà đúng không? Địa mà. Địa ngục được chia thành 18 tầng xếp theo thời gian dài ngắn chịu và đẳng cấp nặng nhẹ. Còn đẳng cấp nữa cơ à? Của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so sánh với thời gian ở dương gian thì một ngày ở địa ngục là 1750 năm tại trần thế. Vãi. Nhẹ nhất cũng phải ở đến 10.000 năm, tức là 13.500.000.000 năm mới hết thọ thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Trời ơi, trong số những kẻ bị lưu đày xuống các tầng địa ngục, đáng sợ nhất là những kẻ khi sống nói dối, lừa gạt người, khiến gia đình người khác ly tán hoặc mất mạng. Những kẻ này sẽ bạt triệt địa ngục, tiểu quỷ sẽ bắt mồm rồi dùng kềm
thép gấp lấy lưỡi rút ra, sau đó tiếp thụ địa ngục để bị treo lên thân cây có hàng ngàn vạn gai sắc như lưỡi dao đâm chết. Cuối cùng còn bị đưa tới Trưng Lung địa ngục, bị nhốt vào lồng và trưng. Không chỉ vậy, sau khi trưng xong còn phải để gió lặng thổi qua khe đít. Cái tội ác nhất là tội nói dối làm cho gia đình người khác ly tán hoặc mất mạng. Thế là ông này chắc là nói dối làm cho cái gia đình ông Phạm Vũ cùng với bà Dung bị ly tán này. Cái gì à, cái loại thuốc à, rồi là cái thằng này là cái thằng con mà được bà Dung nhờ vả để kêu cha nó cho bà Dung mượn tiền đấy. Thằng này đưa thuốc cho cái con Mai Linh uống luôn đấy. Ấy chà, rồi hiểu rồi. À, thằng này nói dối cái bà kia cho con Mai Linh nó uống cái thuốc này làm cho kiểu ly tán rồi mất mạng đồ đấy. Thằng này đây, có nhiều tài liệu trong phòng này quá, mình phải xem trước đã. Còn cái đéo gì nữa đâu. Ô kìa, cuốn sắt này thì không ấy được. Hết rồi mà. Ở dưới đây nó còn có một tờ giấy nữa này, nhưng mà không có hiện ra bàn tay để mình lượm cơ. À đấy, lượm được rồi. Về hiện tượng thần trùng, từ đâu người ta đã biết rằng có một con vật giống như loại chim, là cái con lúc nãy đấy. Màu đỏ, nó tra tấn đánh đập linh hồn vào lúc đêm khuya, buộc hồn ma phải ghe ra tên tuổi của cha mẹ con cái để bắt hồn của các người đó trong khoảng thời gian mà người thân của người chết còn đang chịu tang. Vì vậy dân gian gọi là bị trùng bắt, có thể nói nôm na là chết trùng. Tuy nhiên, theo đồn đại của người xưa thì từng có trường hợp thần trùng không cần tra tấn đánh đập mà linh hồn vẫn khai ra tên tuổi người thân trong nhà, mục đích để trả thù cho việc lúc sinh thời bị người nhà đối xử tàn tệ. Cũng có trường hợp hai hay nhiều người khác cùng chết ở một chỗ, thần trùng tra khảo người này không được, nhưng người khác lại khai ra tên tuổi của người thân người kia, mục đích cũng không ngoài việc trả thù. Trường hợp này được gọi là mượn dao giết người, là tội ác cực kỳ nghiêm trọng, đến nỗi những thế hệ sau của kẻ gây tội sẽ phải hứng chịu quả báo. Ủa? Thế là mình liên quan đến nhà này xong, bây giờ mình phải quay lại chuộc lại lỗi lầm à? Ôi ôi. À, thế là cái thằng Long ấy, người yêu của con Mai Linh mà bị đuổi học ấy anh em, bị ba mẹ Dung báo cho nhà trường, xong rồi tác động vật lý khiến cho thằng Long bị đuổi học. Hôm đó là thằng Long nó thắt cổ chết chung với con Mai Linh. Nó báo với thần trùng để cho thần trùng đi bắt bố mẹ con Mai Linh chết chung. Ui dồi ôi, cái ông đầu chọc này đang xá tội, chui vô thùng xá tội này. Cái ông này là ông mà cho con Mai Linh uống thuốc, nôm na là vậy, giờ đang xá tội. Hiểu rồi. Tôi rồi, bỏ mẹ tôi rồi, bỏ mẹ tôi rồi, bỏ mẹ tôi rồi. Alo. Alo, alo. Chú đầu chọc ơi. Này cháu kiếm giùm chú nào là cái gì ngón tay, nào là lọn tóc, còn nào là cái răng. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Đừng như thế được không? Giờ mình phải làm gì? Không lẽ mình phải ngủ ở đấy? Bỏ mẹ tôi rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Không mở được cửa. Giờ phải làm sao? Cái đéo gì vậy nhở? Giờ phải làm sao ấy nhở? À, đây có cái gì này. Bad ending. Ơ, sao lại bad ending? Ủa? Thôi rồi. Đây là kết quả bad ending. À, nói chung là sau một đêm cố gắng nỗ lực kiếm ngón tay, cái răng lọng tóc thì cuối cùng mình nhận lại đó là chết mẹ rồi. Nó vừa lên báo xong. Nó vừa báo mình chết xong. Ảo thật đấy. Những anh dùng CT trực tiếp game Vũ hay ho. Ồ, thế là có 3 người làm game thôi à? Ừ, 3 người làm con game này. Được quá nhỉ. Thì ra game cũng hay nhưng mà được cái bad ending là hơi dở rồi. Cảm ơn các bạn đã nuôi sống Zulu bằng cách mua sản phẩm này. Ok, nôm na mình giải thích, phân tích lại cho anh em dễ hiểu một chút. Đó là
Trong game này có một gia đình, có ông Vũ là bố, bà Dung là mẹ và đứa con gái tên là Mai Linh. Ông Dũng cùng với bà Dung là thợ may, làm về may ấy. Nhưng mà làm ăn năm bao nhiêu đó là bị làm ăn thua lỗ, nợ ngân hàng nhưng mà không cho, nên là bà Dung đi mượn tiền của một thằng nào đó nhà giàu. Đấy, mượn tiền của bố cái thằng nhà giàu ấy. Cái thằng nhà giàu thì đưa cho cái bà Dung một cái lọ thuốc gì đó. Thuốc này mình không biết là thuốc gì, nhưng mà chắc mình nghĩ là thuốc phiện. Đưa cho bà Dung, kêu đưa cho Mai Linh uống. Nhưng mà con Mai Linh thì nó lại yêu một thằng tên là Long. Mà cái thằng nhà con nhà giàu ấy nó cũng có ý với con Mai Linh. Cho nên là bà cái Dung quyết định là lên nhà trường tác động với thằng tên là Long, khiến cho thằng Long nó bị đuổi học. Thế là con Mai Linh đi lên lớp, bị thầy cô cùng bạn bè nó rèn pha về cái việc làm cho thằng Long bị đuổi học đấy. Đấy, yêu đương xong rồi con Mai Linh buồn quá, về rủ thêm thằng Long qua nhà thắt cổ tự tử. Yêu nhau thế cơ mà. Thế thằng Long đêm nó là quyết định là trèo tường nhảy lên thắt cổ tự tử luôn. Rồi là thần trùng, là cái con quạ mà mỏ đỏ ấy anh em, nó đi hành hạ xác. Nhưng mà con Mai Linh hình như là, chắc là con Mai Linh nó không kể. Nhưng cái thằng Long thì nó lại khai cho thần trùng tên là ông tên Vũ với bà Dung ấy. Đó, khai cho thần trùng để đi bắt ông Vũ bà Dung chết chung luôn. Đấy, thế là một đêm chết ba người. Tóm lại là như thế. Còn cái ông mà ở dưới tầng hầm đầu chọc nãy giờ mà đưa đồ cho mình ấy, thì cái ông đó là cái thằng con ông nhà giàu ấy, cái thằng mà đưa thuốc cho bà Dung để cho Mai Linh uống đấy. Đấy, cái thằng đó thấy tội lỗi hay là cái quần què gì đó, hay là nó sợ bị xuống địa ngục vì cái tội khiến cho nói dối, khiến cho gia đình người ta tan hoang bại sản hay có quần què gì đó. Mình cái này thì mình hình như không biết rõ nữa, chắc là vậy. Cho nên là bây giờ phải đi lấy ngón tay, lọng tóc cùng với cái răng để mà xả tội. Mình thì chắc là có liên quan đến cái dòng họ nhà này này, cho nên là mình phải quay lại đây để chuộc tội. Nhưng mà mình lấy được cái bad ending các bạn ạ, thế là không phải là một cái kết đẹp ấy, còn cái good ending không biết là như thế nào. Nói chung là cái mẹ đi phá đảo rồi các bạn ạ. Các bạn đã xem nhớ để lại cho mình một cái nút like, bạn nào chưa đăng ký nhấn nút đăng ký và hãy bật nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Đan game này hay vãi lìn luôn thề.